Hôm trước thì có một số bạn có hỏi ở đây này, tức là phân biệt rõ ràng thế nào là cái accuracy này, regression, recall, sensitivity hay specificity. Thế là phải hiểu rõ vấn đề. Cùng hình TP là gì? Nhưng mà accuracy hả? Không dịch nhé. Cắt tiếng tiếng Việt thôi. Không dịch. TP là gì? TN là gì? P là gì? N là gì? Cái gì nào nó có TP true positive, tức là gì, tức là khi mà người ta phân loại đúng này, phân loại là bên trái này là tức là nhiễm covid, bên phải là không. Cái xanh này nghĩa là nó xác nhận là có, còn chỗ này thì chỗ xanh này, cái thằng này, nói là gì, là nó đúng với covid và kiểm tra nó đúng là ra được, kiểm được ra covid kiểm được. Còn thằng đỏ đây là fail positive, tức là gì, nó không bị covid nhưng mà kiểm tra nó là covid, phép kiểm tra ấy. Kiểm tra là covid. Ở bên này thì đỏ tức là nó không bị covid, âm mà âm tính. Đây true negative là gì, chính thực nó là âm, âm xịn. Vì đây là dương xịn, đây là dương xịn, còn đây là dương đều, dương dở, còn đây là âm xịn, đây là âm dở, âm tính dở nhé, âm dở tức là nó không bị covid nhưng lại kiểm định lại báo là cái máy máy báo là covid, kiểu vậy, đây gọi là âm đều. Thế trong hợp khái như là bên trái này là đo mấy độ cồn thì lên cồn, ông này ông chưa biết là gì, ông uống rượu vào ông lên cồn, nồng độ cồn báo lên. Còn ông này là do không uống rượu nhưng mà lại có là ăn nho bục phát lên đây. Ông này không uống rượu nhưng vĩ kiến kiểm tra vẫn ra. Còn ông này, ông xanh này, ông là phê tiếp là gì, âm đều, tức là ông uống say khướt nhưng mà thổi nó cồn không lên. Còn trường hợp này là ông này uống say, ông này ông không biết cả và thổi cùng không lên, là true negative. Thế rồi là gì, uống say là tổng của thằng xác định uống say là gì, tổng như thằng này đây là có nồng độ cồn, à không, nhầm, ông này không có độ cồn và không lên, báo ông này uống có lạnh. Và tổng những cái ông mà phát hiện đây là tổng nó phát hiện được, chia cho tổng của những cái thằng tất cả trong tập hợp ta có bao nhiêu người kiểm tra, ba người kiểm tra hết được bao nhiêu người, nó chính xác đúng chưa, chính xác bao nhiêu người là accuracy, là phát hiện chính xác bao nhiêu người. Còn precision là gì, là tổng cái này thì phát hiện chính xác, phát hiện chính xác chia cho tổng của phát hiện chính xác và phát hiện không chính xác, là những phát hiện trong số người phát hiện thì phát hiện chính xác bao nhiêu người, đó là precision. Còn recall sẽ tiếp thì là phát hiện được đây là số người được phát hiện này chia cho tổng số thằng xanh, tổng số những người cần được phát hiện, đúng không, cần được phát hiện thằng xanh có hiện, cần tìm được thằng xanh thì tạo hiện bằng thằng nhau, là cần được số phát hiện được trên tổng số người cần được phát hiện thì đó là thằng sensitive, độ nhạy cảm. Còn specify là gì, là TN, tức là những cái thằng chúng ta không phát hiện chia tổng cái gì, TN tức là tổng những thằng này, thằng chui tức là chính xác nó không có bị say thần gì cả, cộng với những thằng say xỉn không say hiện nhé, đấy, ngược nó ngược này, thằng này mẫu này ngược lại mẫu này, có thể nhé, specificity tức là gì, tích thương của số thằng không bị nhiễm bệnh chia cho tổng của những thằng chắc chắn không bị nhiễm bệnh. Còn thằng kia, thằng này thằng ta phát hiện được, phát hiện nó là không như vậy, chia cho những thằng tất cả thằng không như vậy. S score là cái trung bình điều hòa,
của hàng này, thấy không? Vì là những thằng dữ liệu prediction hay là recall này khi lệch cần thằng điều hòa là thằng này, đơn giản như vậy thôi. Nhắc lại thì ta có hai cái bảng, hai cổ chia làm đôi, bên là xanh là true, bên là false, à bên là positive là dương tính, bên là âm tính, đỏ âm tính, xanh dương tính. À, những cái thằng xanh thằng đỏ mà lạc vào bên xanh này gọi là fail, tức là dương tính đều, dương dở, có đề dương xịn kiểu như thịt chó xịn chó dở, có bên này thịt bò xịn, thằng này đỏ là thịt bò xịn, coi thằng này là thịt bò dở, thịt chó là thịt bỏ để fail là đi. Cho nó có độ chính xác là thương của tất cả những cái điểm xanh này chia cho tất cả điểm ở đoạn xanh thì là accuracy, hoặc precision tức là tổng, tức là số lượng các thằng xanh bên trái không đến phải chia cho tổng của tất cả các thằng xanh, xanh bên trái tức là thằng xanh, còn xanh tiếp thì là bằng ấy số thằng xanh bên trái chia cho tất cả thằng bên trái này TP và ai hơn là FN hay là precision là gì, số thằng xanh bên trái chia tất cả thằng bên trái, còn thằng sensitive là gì, thằng xanh bên trái chia tất cả thằng xanh, specificity bằng là thằng đỏ bên phải chia tất cả các thằng đỏ, chúng ta không quá dịch hiểu ý nghĩa của nó, không có dịch, không có F-score là điều điều hòa là điều tích nhìn dưới đây. Đây thì sao cần cái đó thì đặc biệt này, 100% này ta cần một cái giá trị đó là F-score để nó đẹp hơn. Đây chỉ số quá kiểu vậy, phân thử ý nghĩa phân dịch này gọi là chỉ số sao accuracy, precision, recall, specificity và F-score, không đừng nói nhiều ý nghĩa được.